Cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình và sau đây là phần tin tức Việt Nam. Nhà tình thương là trò lừa đảo của chính quyền Cộng sản. Vào cuối năm 2016, dân nghèo tại xã Trường Long A vui mừng vì thông qua ngân hàng Hội vì người nghèo Tây Nam Bộ hỗ trợ cho 20 hộ dân xây nhà tình thương với số tiền 32 triệu đồng một căn. Thông tin này được chính quyền Cộng sản xã triển khai và khuyến khích các hộ nghèo bỏ tiền ra xây trước. Khi xây nửa căn, sẽ nhận nửa số tiền hỗ trợ. Số còn lại sẽ được nhận đủ sau khi tòa nhà hoàn thành. Tin vào điều này, các hộ dân đi vay mượn để xây nhà. Và đến nay nhà xây xong, nhưng tiền chưa có, làm nhiều hộ nghèo nợ nần tứ tung. Anh Trương Thanh Tùng, xã Trường Long A cho biết, anh mượn nợ bên ngoài với lãi suất cao để xây nhà, mà nhà làm xong đã 4 tháng nhưng tiền không thấy đâu. Tôi phải bỏ xứ đi làm thuê kiếm tiền trả lãi vay. Hôm triển khai, đại diện Hội vì người nghèo Tây Nam Bộ và chính quyền Cộng sản thông báo hỗ trợ 32 triệu đồng để xây nhà tình thương. Họ bảo cất nhà trước, được nửa căn sẽ đưa cho nửa số tiền còn lại để xoay sở. Nửa còn lại sau khi cất xong sẽ đưa. Anh Tùng cho biết, cùng cảnh ngộ thì anh Nguyễn Văn Lâm than rằng, mẹ tôi được chọn hỗ trợ xây nhà tình thương. Tôi tự xuất tiền túi và vay 20 triệu đồng để xây nhà cho đúng chuẩn và giờ bị lâm vào nợ nần. Mấy ông hứa chi mà ác vậy không biết. Anh Lâm nói, không riêng gì anh Tùng, anh Lâm, mà hàng chục hộ dân khác cũng đang khốn khổ vì không nhận được tiền hỗ trợ như lời chính quyền Cộng sản đã hứa, thưa quý vị. Tin tiếp theo là một bản tin lừa đảo để xin việc làm. Vào ngày 14 tháng 8, Công an Cộng sản tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Chinh, 57 tuổi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Nguyễn Quốc Chinh vốn là nhân viên quản lý trật tự cảnh quan đô thị Cộng sản thành phố Buôn Mê Thuột, không có nhiệm vụ, vai trò và chức năng trong việc tuyển dụng công dân vào làm việc. Thế nhưng Chinh nổ rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin việc vào ngành công an Cộng sản hoặc các bệnh viện khiến nhiều người tin tưởng nhờ vả Chinh giúp. Từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016, vợ chồng ông bà H, thành phố Buôn Mê Thuột và vợ chồng ông bà B ở tỉnh Đắk Lắk đã đưa cho Chinh tổng cộng 720 triệu đồng để xin việc làm cho con em họ. Sau khi nhận tiền, Chinh tiêu xài vào mục đích cá nhân và không đi xin việc làm như đã hứa. Khi biết mình bị lừa, các nạn nhân tố cáo Chinh với Công an Cộng sản. Kính thưa quý vị. Nông dân Đồng Tháp 10 rơi nước mắt vì lũ về sớm. Theo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cộng sản, huyện Tân Hưng, Long An, mấy ngày qua do ảnh hưởng triều cường nên mực nước lũ liên tục tăng cao ở đầu nguồn vùng Đồng Tháp 10. Cụ thể là mực nước đo được trên kinh Hồng Ngự tại thành phố Tân Hưng vào ngày 13 tháng 8 là 1,93 m, cao hơn cùng kỳ năm trước là 1,16 m. Dự báo đến ngày 30 tháng 8, mực nước sẽ bằng với đỉnh lũ năm rồi là 2,35 m, trong khi phải đến 15 tháng 10 thì nước lũ mới đạt đỉnh. Do nước lũ về sớm thì làm cho 3.424 ha lúa không có hệ thống đê bao khép kín bị ảnh hưởng lũ. Trong đó thì số diện tích đã thu hoạch có khoảng 253 ha đã bị thiệt hại khoảng 80% và 2.059 ha đã bị thiệt hại từ 20 đến 30%. Riêng diện tích chưa thu hoạch có 1.111 ha đang bị ảnh hưởng, trong số đó có 261 ha bị ngập. Ngoài ra có 103 ha tại các xã Thanh Hưng, Vĩnh Lợi, Hưng Thạnh, Vĩnh Thạnh bị mất trắng do lúa còn xanh. Nước lên nhanh khiến nông dân không thu hoạch kịp. Trong khi đó thì vụ thu đông, toàn huyện gieo xạ 11.198 ha nhưng đến nay chỉ mới thu hoạch được 423 ha. Số diện tích dự báo có thể bị thiệt hại khi nước lũ lên cao là 1.984 ha, kính thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin tức buổi sáng trên đài truyền hình Việt Mỹ ngày hôm nay. Quốc Dũng và Jenny xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc an lành và hạnh phúc.